Thưa quý vị và các bạn, do tác động của không khí lạnh và mưa nên từ tối ngày 19 đến ngày 23 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở vùng đồng bằng từ 14 độ, vùng núi A Lưới 12 độ. Vì vậy, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường chăm sóc lúa vụ đông xuân 2021-2022 và một số cây trồng các loại. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay. Vụ đông xuân 2021-2022, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc đã đưa vào gieo cấy gần 400 hectare lúa. Trước tình hình rét đậm, rét hại còn nhiều diễn biến phức tạp, những ngày này, bà con nông dân của Hợp tác xã đang theo dõi, bám sát đồng ruộng để có các biện pháp phòng chống rét nhằm hạn chế thiệt hại đối với cây lúa kịp thời. Hiện nay rét thì cái sự phát triển cái lúa đúng ra hàng 10, nhưng mà rõ rét này nó cũng bị ảnh hưởng thì không có ánh sáng mặt trời đổ rét, cho nên là cái thân của nó phát triển nó hơi chậm hơn mọi năm. Hộ gia đình chúng tôi là luôn ra thăm đồng để mà kiểm tra thử ảnh hưởng như thế nào về cái rét này, đó, thường xuyên đi thăm đồng kịp thời nó chăm sóc đồng ruộng. Rét so với mấy năm thì chưa đình đổi, nhưng mà phải có tình hình biện pháp là cân đổi phân không nên vài ure, nhưng mà phải giảm ure nhưng mà tăng là hàm lượng NPK hoặc lân, còn để phân đơn là lân với là kali, đạm lân kali là phân đơn, còn nếu mà vài được rét này ra đợt này xong là phải bà con nên vài là NPK để cân đổi phân cho đồng ruộng, cho lúa trong thời kỳ rét đậm rét hại này. Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành là đơn vị có diện tích sản xuất lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Lộc. Chính vì vậy, để hạn chế sự thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra, hiện hợp tác xã đang triển khai biện pháp phòng chống rét đậm rét hại cho cây lúa trên địa bàn. Về tình hình rét đậm rét hại hiện nay hợp tác xã đang chỉ đạo chống là kết hợp với những cái tầm bơm của công ty thủy lợi của tỉnh. Như vậy là về vùng sâu là rút nước càng xuống có mức độ từ 15 đến 20 phân. Và ruộng cao thì hợp tác xã chỉ đạo tất cả các thôn, các đội là tập trung lấy nước vào, không để ruộng là khô vừa bị rét mà vừa bị là chuột phá hại. Cho nên đây là một cái sự chỉ đạo của hợp tác xã, và đặc biệt là bà con của hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thành phải nói là lúc này đối với cái lúa và đối với hợp tác xã thì cái sự gắn kết là giống như một cái nhà. Tại hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, hơn 200 hectare lúa đông xuân cũng được hợp tác xã và bà con nông dân tăng cường các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Đến nay, lúa đã gieo cấy được 45 ngày tuổi, đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt. Hợp tác xã đang triển khai biện pháp hòng được ra khỏi đồng ruộng để bón ráo nhằm giúp cho cây lúa tập trung làm đồng. Trong thời tiết là giá rét là hợp tác xã là khuyến cáo bà con là nên giữ được trong đồng ruộng, trong chân đất, và thứ hai là bón lân để là giữ cho cây lúa nó phát triển và tránh được cái rét đậm rét hại trong thời tiết hiện nay, và là khuyến cáo bà con là không nên bón đạm trong thời tiết này, và là hợp tác xã cũng là vận động bà con là chăm sóc cho phát triển cái lúa đang phát triển. Vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế gieo cấy khoảng 25.000 hecta lúa, các loại cây khác đã trồng như rau các loại khoảng 1.500 hecta, ngô 768 hecta, sắn 2.930 hecta. Trước ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn yêu cầu các địa phương, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm rét hại và phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cho cây lúa. Đặc biệt đối với cây lúa thì trong cái thời tiết mưa rét thì hạn chế cái việc là bón phân đạm, hạn chế việc bón phân đạm và tăng cường sử dụng các cái phân có khả năng để chống rét cho lúa. Ví dụ như là cái phân lân, rồi phân chuồng hoai mục, rồi phân kali có thể phun qua lá thì và tăng cường là giữ nước trong ruộng từ 2 đến 3 cm để bảo đảm cái ruộng cho nó ấm và cái lúa sinh trưởng phát triển tốt. Sau này cái thời tiết mà cái nắng ấm dâng lên thì tập trung để bón cái NPK để cho lúa là phân hóa đồng đúng cái giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra, tuyệt đối không bón thúc đạm cho lúa khi nhiệt độ trung bình ngày đêm dưới 15 độ C. Bón bổ sung phân chuồng ủ mục, phân bổ sung phân lân, kali qua lá để tăng khả năng chống rét cho lúa.
Đối với một số cây trồng ngắn ngày khác, cần bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, kali, phân vi lượng cho diện tích rau màu cho đến kỳ thu hoạch để cây sinh trưởng phát triển thuận lợi, tăng khả năng chống chịu với rét đậm, rét hại, phòng trừ sinh vật gây hại, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.